Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Vừa qua, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, các xã Cách Linh, Đại Sơn và xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa. Tại hội nghị, cử tri các xã đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả nội dung sau kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Cử tri các xã đề nghị nhà nước đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt và làm đường bê tông từ xóm Bắc Hồng 1 đi xã Cai Bộ, tuyến đường từ ngã ba Nà Suối đến xóm Bắc Hồng 1, nhiều đoạn xuống cấp, đầu tư sửa chữa, khắc phục. Cử tri xóm Bản Co kiến nghị bãi tập kết của công trình đường 208 đã làm xong, đơn vị thi công cần khẩn trương vệ sinh dọn dẹp. Cử tri xã Đại Sơn kiến nghị đối với đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhà nước, tạo điều kiện cho các nhà chưa chuyển mục đích sử dụng đất và nhà đang làm thủ tục tặng cho người thân được xây dựng nhà. Cử tri xã Cách Linh kiến nghị nhà nước nâng cấp mở rộng đoạn đường từ xóm Bản Mền đến xóm Cốc Lùng xã Đại Sơn, công ty cổ phần giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Bình sớm thanh toán tiền thu thóc giống của nhân dân xóm Nam Hồng và xóm Liên Hồng từ năm 2018. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải trình tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An đến giám sát việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại các xã Ngũ Lão, Hồng Nam và Phòng Nội vụ huyện. Thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ, công chức, viên chức, tập trung vào thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng, năng lực, cán bộ công chức, viên chức, phong cách, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện đánh giá xếp loại hàng tháng, quý và cuối năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã chọn cử trên 124 lượt công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã đi đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện kiện toàn 16 vị trí chức danh cán bộ, công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã. Tại buổi giám sát, đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động quán triệt cán bộ công chức thực hiện nghiêm các quy định về hướng dẫn, quản lý cán bộ, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm của tổ chức và cá nhân, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức hàng năm đúng nhu cầu, sát thực tế của đơn vị. Ngày 2 tháng 8, Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bảo Lạc đã đến kiểm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Huy Giáp. Qua rà soát, đánh giá so với quyết định số 1018 QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Đến nay, xã có 9 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và 10 tiêu chí chưa đạt. Trong đó nhiều tiêu chí đạt thấp so với bộ tiêu chí như thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ nghèo đa chiều, giao thông, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện xã cần nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đầu tư kinh phí bê tông hóa đường liên thôn ngõ với gần 56 km, hỗ trợ kéo điện cho 69 hộ dân tại các xóm Lũng Pèng, Viêng Vàng, Cốc Dì, Bắc Lũng, sửa chữa đài truyền thanh và hệ thống loa tại các xóm, bố trí kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát, đầu tư xây dựng các hạng mục, trang thiết bị cho các trường học. Lãnh đạo huyện đề nghị xã và các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, đánh giá, phấn đấu thực hiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức điều tra khảo sát, lấy ý kiến của người dân và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi quyết định xã Huy Giáp về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo nguồn vốn cho vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, thời gian qua, các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chủ động, tích cực kiểm tra giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ địa bàn được phân công. Từ đầu năm đến nay đã có 272 thành viên Ban đại diện thực hiện công tác kiểm tra tại 10 huyện, trong đó kiểm tra 335 lượt các xã, 516 tổ tiết kiệm và vay vốn, 2.537 khách hàng vay vốn, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2024. Đối với cấp huyện,
các thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị kiểm tra 161 xã, 171 tổ tiết kiệm và vay vốn và 841 khách hàng vay vốn. Kết quả kiểm tra, các thành viên ban đại diện Hội đồng Quản trị đã xác nhận kịp thời đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách, ra soát xác nhận người có nhu cầu, đủ điều kiện để vay vốn tín dụng ưu đãi. Kịp thời phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng chính sách theo quy định, chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan ra soát xử lý khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn. Ngày 3 tháng 8, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, các đơn vị thuộc khối thi đua 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa, Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, xã Phi Hải. Tại buổi khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 140 người dân được tư vấn chăm sóc sức khỏe, siêu âm tổng quát ổ bụng, khám nội, kiểm tra huyết áp, mắt, tai, mũi, họng, răng hàm mặt, test nhanh chỉ số đường huyết, điện tim, siêu âm tuyến giáp và một số bệnh lý khác. Tổng kinh phí đợt khám cấp phát thuốc miễn phí là 70 triệu đồng. Chương trình khám sức khỏe là dịp người dân tại xã Phi Hải được tiếp cận với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, được kiểm tra chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán sớm một số bệnh tật để có biện pháp can thiệp kịp thời trong việc phòng chống và điều trị bệnh, duy trì sức khỏe để lao động, làm việc và học tập. Nhân dịp này, khối thi đua 7 hỗ trợ 10 triệu đồng cho 4 gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Chiều ngày 2 tháng 8, huyện Thạch An tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trên địa bàn hai xóm Nà Tục, Bắc Khoang, xã Đức Xuân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng. Đây là đợt đầu tiên thực hiện chi trả tiền đền bù trên địa bàn huyện Thạch An. Theo đó, huyện đã tiến hành chi trả bồi thường đối với cây trồng vật nuôi là thủy sản, đối với số tiền hơn 1 tỷ 700 triệu đồng cho 30 hộ dân thuộc hai xóm Nà Tục, Bắc Khoang, xã Đức Xuân. Trước đó, huyện đã niêm yết công khai giá bồi thường, công bố phương án giá đền bù đến người dân. Dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh đi qua 5 xã, thị trấn Đức Xuân, Lê Lai, Thụy Hùng, Vân Trình và thị trấn Đông Khê với chiều dài tuyến khoảng 21,63 km với 700 hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Tới đây, huyện Thạch An sẽ tiếp tục tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc đi qua địa bàn huyện. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất thương mại quan trọng trên thế giới cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử và sự tăng trưởng nhanh chóng của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngành logistics Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi đáng kể, cũng như là điểm nóng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây là nhận định của đại diện bộ ngành, chuyên gia và doanh nghiệp tại chuỗi hội thảo trong khuôn khổ triển lãm quốc tế logistics Việt Nam năm 2024 đang diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công Thương đánh giá ngành logistics góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục tăng trưởng, vượt mốc 600 tỷ USD vào năm 2021, 700 tỷ USD năm 2022, 683 tỷ USD năm 2023 và trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 369,62 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Về mặt cơ chế chính sách phát triển ngành logistics, thì Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 đã đặt mục tiêu xanh hóa các ngành kinh tế, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững về môi trường và công bằng xã hội. Để thực hiện chiến lược này, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2021-2030, trong đó dịch vụ logistics là một trong 18 chủ đề trọng tâm. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 đã đặt mục tiêu xanh hóa các ngành kinh tế, trong đó phát triển logistics xanh gồm các trung tâm logistics xanh, cảng xanh được xem là tiêu chí quan trọng.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2023, chỉ số hiệu quả Logistics Việt Nam đạt 3,3 điểm, tăng 0,03 điểm so với kết quả năm 2018, và đây là mức điểm cao nhất của Việt Nam kể từ khi nghiên cứu này được công bố. Việt Nam cũng nằm trong top thị trường Logistics mới nổi, xếp hạng 4 về chỉ tiêu cơ hội Logistics quốc tế, được đánh giá là quốc gia có tiềm năng phát triển hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Những vấn đề như chuyển đổi số trong hải quan, logistics hàng không bền vững, đào tạo kỹ năng xanh cho nhân lực sẽ là yếu tố quan trọng góp phần định hướng cho sự phát triển xanh, bền vững của ngành logistics Việt Nam. Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cần đảm bảo ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng, nhất là đáp ứng nhu cầu tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Cục Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc đã chính thức công bố trên website quy định nhập khẩu đối với quả bưởi tươi từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Như vậy, bưởi là quả tươi thứ ba của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc cùng với các loại quả thanh long và xoài. Việc quả bưởi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc là một bước tiến quan trọng mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định chất lượng và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, từ năm 2018, Cục Bảo vệ Thực vật đã khởi động chương trình mở cửa thị trường đối với quả bưởi của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, quá trình đàm phán chỉ thực sự được đẩy nhanh tiến độ sau đại dịch COVID-19. Sau 2 năm nỗ lực tích cực phối hợp, trao đổi thông tin để xúc tiến quá trình thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại và trải qua nhiều vòng đàm phán, Cục Bảo vệ Thực vật và Cục Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc đã thống nhất về mặt kỹ thuật trong cuộc họp song phương vào tháng 4 năm 2024. Đồng thời, ngày 18 tháng 7 năm 2024, Cục Bảo vệ Thực vật cũng đăng tải trên website của Cục Dự thảo các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với quả bưởi tươi của Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc để các tổ chức cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu và nắm trước thông tin về các quy định này. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, để quả bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu được sang Hàn Quốc, các vùng trồng phải đăng ký với Cục hàng năm. Cục sẽ quản lý và giám sát các vùng trồng xuất khẩu để đảm bảo các loài dịch hại mà phía Hàn Quốc quan tâm ở ngưỡng mật độ thấp thông qua hoạt động giám sát và kiểm soát dịch hại. Các cơ sở đóng gói, thực hiện phân loại và đóng gói quả bưởi tươi xuất khẩu sang Hàn Quốc phải đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật hàng năm và thường xuyên được vệ sinh và kiểm tra. Cục Bảo vệ Thực vật phải thông báo cho Cục Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc danh sách các vùng trồng bưởi, nhà đóng gói xuất khẩu và cơ sở xử lý hơi nước nóng đã được đăng ký trước khi bắt đầu xuất khẩu trái bưởi tươi hàng năm. Cơ sở xử lý hơi nước nóng phải được đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật, đồng thời Cục sẽ giám sát và thực hiện kiểm tra thường xuyên. Mùa hè năm nay ở miền Bắc diễn ra khác hẳn với những năm gần đây. Nóng sớm nhưng vào chính hè lại dịu đi, mưa lũ nhiều hơn. Nửa đầu tháng 8 tới đây, nắng nóng quay trở lại. Mùa hè năm nay, nóng sớm từ cuối tháng 4. Thế nhưng vào chính hè tháng 5, tháng 7 lại ít nắng nóng hơn so với 5 năm gần đây. Dù là so với trung bình hơn 30 năm thì nền nhiệt độ vẫn cao hơn từ 0,5 đến 1 độ. Thế nhưng chỉ riêng 5 năm gần đây thì lại dịu hơn. Điểm đặc biệt nữa là mùa hè năm nay, mưa lũ nhiều. Sau một năm 2023 không có lũ, lũ thấp kỷ lục thì áp thấp nhiệt đới, sau đó là cơn bão số 2 đi vào và chấm dứt chuỗi 646 ngày không có bão đổ bộ đất liền nước ta, gây ra các đợt mưa lũ dồn dập. Dự báo trong tháng 8 này, miền Bắc tiếp tục mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 10%. Do mưa lớn trên hệ thống các sông ở miền Bắc có thể xuất hiện từ 1 đến 2 đợt lũ trong tháng 8 này, tập trung vào nửa cuối tháng. Còn trong giai đoạn nửa đầu tháng, mưa lũ tạm giảm. Ngay trong cuối tuần này, miền Bắc sẽ dần giảm mưa, chỉ còn xảy ra cục bộ ở vùng núi. Sang tuần tới, trời oi nóng trở lại, thậm chí từ khoảng ngày 8 tháng 8 còn xảy ra nắng nóng diện rộng do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến 35 đến 37 độ. Từ khoảng sau ngày 17 đến ngày 18 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hình thành trở lại ở Bắc Biển Đông và có trục qua Bắc Bộ.
mưa và bão miền Bắc có xu hướng gia tăng trở lại từ cuối tháng 8 và cao điểm sang tháng 9. Chuyển sang tin quốc tế, kể từ ngày 1 tháng 8, đạo luật trí tuệ nhân tạo của châu Âu đã chính thức có hiệu lực. Liên minh châu Âu đã áp dụng văn bản pháp lý đầu tiên trên thế giới vạch ranh giới được phép và không được phép đối với một lĩnh vực công nghệ mới mẻ và phát triển rất nhanh như trí tuệ nhân tạo AI. Theo đạo luật trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực tại Liên minh châu Âu, những sản phẩm, văn bản, tranh, ảnh, video và tác phẩm nghệ thuật nói chung có được nhờ trí tuệ nhân tạo và người đang sống tại Liên minh châu Âu có thể tiếp cận phải được dán nhãn thông báo rõ ràng ngay từ đầu và trong toàn bộ sản phẩm để tránh hiểu nhầm. Luật cấm ngặt các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để thao túng quyết định của người dùng hoặc phân loại con người dựa trên hành vi. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tối đa 7% doanh số toàn cầu tùy theo mức độ vi phạm và quy mô doanh nghiệp. Các tác phẩm có được nhờ trí tuệ nhân tạo trợ giúp cũng bắt buộc phải tôn trọng các luật hiện hành bảo vệ nhân phẩm con người và bản quyền sáng tác. Ủy ban châu Âu sẽ sớm thành lập cơ quan trí tuệ nhân tạo châu Âu có nhiệm vụ hỗ trợ áp dụng đạo luật và phối hợp điều tra vi phạm. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.